Trong khi chính quyền và nhân dân Thuận Thành đang nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thì vẫn có một số trường hợp có hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Đối với những trường hợp này, Công an huyện Thuận Thành đã kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điển hình ngày 19 tháng 5, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Tài, 33 tuổi ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 5, Nguyễn Gia Tài đi qua tổ chốt số 3 kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại cuối thôn Ngọc Lâm, xã Song Liễu, đoạn giáp danh với xã Dương Quang, huyện Gia Lâm nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế. Mặc dù tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch, nhưng Tài không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng. Chúng tôi bắt dừng xe, nhưng thanh niên không dừng xe và đạp ghế, bắt dừng lại chứ không dừng, nhưng mà vẫn cứ vượt qua. Thế là đồng chí tổ trưởng là hô lực lượng là dùng xe máy của chúng tôi đuổi theo thanh niên. Thì chúng tôi yêu cầu và về nhiều lần nhưng mà thanh niên vẫn cứ không về và đòi hỏi giấy lập chốt. Đối tượng đã dùng chân đạp vào chân tôi làm tôi ngã về đằng sau. Ngay sau đó, Công an huyện Thuận Thành đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Gia Tài về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Gia Tài vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời chống đối, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 5, vừa rồi nhận được thông tin của đồng chí tổ trưởng tổ chốt số 3 và đối tượng là chống người thi hành công vụ, thì lực lượng công an huyện Thuận Thành đã triển khai các đồng chí điều tra xuống phối hợp ngay từ đầu và tiến hành bắt quả tang đối tượng. Thì cơ quan điều tra đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về cơ quan điều tra để làm rõ, nhưng mà đối tượng rất ngoan cố, chống đối đến cùng, không hợp tác, không thừa nhận cái hành vi vi phạm và sai trái của bản thân. Cơ quan điều tra đã củng cố và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về cái hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện Công an huyện Thuận Thành đang hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa Nguyễn Gia Tài ra xử lý nghiêm trước pháp luật, qua đó góp phần răn đe những trường hợp khác và phòng ngừa vi phạm tương tự xảy ra.